Nếu một ngày đẹp trời, tài khoản Facebook của các bạn bị đình chỉ 180 ngày. Như thế này. Ok, thì video hôm nay Viền sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mở khóa Facebook bị đình chỉ 180 ngày luôn nha. Trước khi vào video, mọi người cho Viền xin giới thiệu sơ qua. Thì bên Viền có nhận tăng like, tăng follow, mở khóa, bảo mật ok tài khoản Facebook. Thì bên Viền có nhận hỗ trợ tất cả về Facebook nha. Anh em nào cần thì cứ nhắn tin qua số Zalo của Viền. Thì số Zalo là 0398 776610. Thì cái số Zalo này Viền có để bên góc trái màn hình. Anh em nào cần thì cứ nhắn tin qua số Zalo của Viền nha. Thì lý do mà mọi người bị đình chỉ 180 ngày ở đây nó sẽ có 3 dạng. Dạng thứ nhất là tài khoản của mình bị vi phạm. Rồi cách thứ hai là Facebook nó quét. Thì nếu tài khoản Facebook của mình chưa được xác minh danh tính, hoặc là Facebook của mình nó còn yếu quá thì Facebook nó sẽ bị quét. Rồi còn cái thứ ba là người ta báo cáo, thì người ta báo cáo tài khoản của mình nó có thể dẫn đến là đình chỉ 180 ngày nha. Nhưng mà ở phần đây cái quan trọng nhất là Facebook của mọi người bị đình chỉ do vi phạm. Nếu mà mọi người tự ý kháng nghị thì nó sẽ ra vô hủy hóa, thì ra cái dạng vô hủy hóa rất là khó lấy nha mọi người. Nên cái trường hợp ở đây, nếu mà mọi người bị vi phạm đó nha, mà tình cờ Facebook của mình nó bị đình chỉ, thì mọi người nếu muốn an toàn, mọi người muốn mở tỷ lệ cao hơn á, thì mọi người cần hỗ trợ thì cứ liên hệ qua số Zalo của mình nha. Ok, thì bây giờ mọi người bắt đầu nhìn vào màn hình, vì sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mở đình chỉ 180 ngày luôn nha. Thì trên màn hình mọi người đang thấy Quyền đang có một khuôn mặt đang bị đình chỉ 180 ngày. Thì cái 180 ngày này nó sẽ thông báo lại cho mình là kháng nghị quyết định. Rồi ok, nếu mà mọi người bị cái dạng như thế này, nhưng mà bị nhẹ nha, bị nhẹ nếu mà Facebook nó bị vét nhầm tài khoản của mình, thì mọi người hãy bấm vào kháng nghị. Còn những cái tài khoản nào mà anh em bị nặng á, anh em hay bị vi phạm thì anh em nên đừng bấm kháng nghị nha. Nếu mà anh em bấm kháng nghị là nó sẽ ra vô hủy hóa vĩnh viễn. Cho nên anh em nào mà hay bị vi phạm á, anh em bị đình chỉ thì anh em cần Viền hỗ trợ thì anh em cứ liên hệ qua cho Viền nha. Ok, còn những dạng nhẹ thì mọi người bấm cho mình là chữ kháng nghị nha. Rồi ở đây nó sẽ yêu cầu mình nhập địa chỉ email. Thì bây giờ mình hãy lấy một cái Gmail trắng là Gmail chưa có đăng ký Facebook nha mọi người. Rồi mọi người hãy nhập cho mình Gmail vào nha. Rồi mọi người bấm cho mình là gửi mã đăng nhập. Rồi xong nó sẽ gửi cho mình một cái Gmail. Nó sẽ gửi cho mình một cái mã 6 số về Gmail. Thì mọi người hãy vào Gmail, mọi người lấy cái mã đó nha. Rồi xong mọi người bấm cho mình là tiếp. Rồi cái phần này tải giấy tờ tùy thân lên. Thì cái phần này mọi người hãy tải cho mình là giấy căn cước hoặc là giấy phép lái xe. Mọi người hãy chụp cho mình một cái mặt trước thôi nha. Xong mọi người bấm tải giấy tờ tùy thân lên. Rồi ở đây sẽ chọn, thì ở đây Viền sẽ chọn là chứng minh nhân dân nha mọi người. Nếu mọi người nào mà không có chứng minh đó, mà có giấy phép đó, thì mọi người có thể tải giấy phép lái xe lên. Rồi bấm tiếp. Rồi tải lên. Xong mọi người bấm cho mình là gửi nha. Đây, khi mọi người gửi xong nó sẽ ra như thế này. Như thế này là mọi người đã gửi thành công. Rồi khi mọi người gửi thành công, mọi người hãy truy cập vào cái đường link này. Tất cả cái này mình sẽ để dưới phần mô tả. Ở dưới mô tả mình có để đường link đó nha. Rồi trước khi mọi người truy cập vào cái phần này, thì đây mình sẽ để 3 bước, 1, 2 và 3. Thì sẽ có 3 link. Rồi mọi người sao chép cho mình cái link đầu tiên là link 323 sao chép. Rồi mọi người dán vào. Rồi cái phần này mọi người nhớ bấm chuột phải, rồi bấm kiểm tra, hoặc là mọi người có thể bấm F12 cho mình vẫn được nha. Rồi cái phần này mọi người nhớ chuyển qua cái chế độ cho điện thoại. Hiện tại đây là chế độ cho máy tính nè. Mọi người chỉ cần bấm vào đây một cái, nó sẽ chuyển qua chế độ cho điện thoại. Rồi nhưng mà chỗ này mọi người hãy sửa lại cho mình là chữ M.
Rồi cái phần này địa chỉ email, thì hôm nãy cái Facebook á nó yêu cầu mình nhập Gmail á, hồi nãy mọi người điền cho mình một cái Gmail trắng nào á, thì giờ mọi người hãy điền lại cho mình cái Gmail trắng đó nha. Rồi sản phẩm một tính năng, mọi người bấm vào, mọi người kéo xuống cuối cho mình. Mọi người bấm vào chữ khác nha. Rồi xong. Ý kiến đóng góp của bạn thì mọi người hãy sao chép cái câu này thằng chú đó cho mình. Thì cái câu thằng chú á, mọi người phải ghi bằng tiếng Anh nha, mọi người không được ghi bằng tiếng Việt nha. Ghi bằng tiếng Anh á, thì tỷ lệ Facebook nó sẽ phản hồi nhanh hơn. Nếu mà mọi người ghi bằng tiếng Việt á, thì nó sẽ rất là chậm. Rồi xong mọi người bấm cho mình là gửi. Rồi khi mà nó hiện ra trắng như thế này là mọi người đã gửi thành công nha. Rồi mọi người qua cái bước thứ hai là link 252 sao chép. Mọi người dán vào. Rồi mọi người bấm F thứ hai. Rồi thay lại thành chữ M. Rồi cái phần chủ đề, mọi người sao chép cái chủ đề cho mình. Mình có ghi rõ trong file luôn nha. Mọi người nào cần thì cứ vào lấy nha. Dán vào rồi email của bạn. Mọi người cứ lấy cái email hôm nãy. Dán email vào rồi. Vui lòng giải thích lý do tại sao cho rằng là đây là lỗi. Thì mọi người hãy sao chép cái câu thằng chú này cho mình. Rồi dán vào. Rồi dưới đây nó hỏi là có phải bạn đang sử dụng ủy nhiệm không? Mọi người bấm cho mình là không. Rồi xong bấm gửi. Rồi ok như thế là xong. Rồi qua bước 3, link cuối cùng là link 337. Mọi người sao chép cho mình. Rồi mọi người bấm F12. Rồi chuyển cái chỗ này thành m.facebook. Rồi cái phần chủ đề thì cũng như hôm nãy Viên nói á, mọi người sao chép cái câu chủ đề cho mình. Dán vào rồi email liên hệ. Mọi người vẫn sao chép cái Gmail hôm nãy nha. Dán vào rồi phần mô tả vấn đề. Mọi người sao chép cho mình cái câu thằng chú. Dán vào rồi cái phần này ảnh chụp màn hình. Thì mọi người hãy quay lại cái Facebook của mình hôm nãy. Mọi người chụp cho mình một cái màn hình. Đây mọi người chụp như thế này nha. Xong mọi người quay vào chọn tệp. Rồi xong mọi người bấm gửi. Ok như thế này là gửi xong. Rồi khi mọi người gửi xong, nếu mà tài khoản nào mà nhanh á thì có thể là trong vòng vài phút thôi là Facebook cũng sẽ mở về cho anh em. Còn trường hợp mà bị chậm hơn á là sẽ 24 giờ. Nếu mà trường hợp 24 giờ mà Facebook của anh em không mở về là có nghĩa bị treo. Thì bị treo này chỉ có đi cổng mới được thôi nha anh em. Anh em nào thấy video này của Viền hay thì nhớ cho Viền xin một like, một đăng ký kênh. Nhớ ấn vào chuông để theo dõi những cái video lần sau của Viền nha mọi người. Like và đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí. Nên mọi người cho Viền xin một like, một đăng ký kênh nha. Bye.